Tôi đợi em tiền nóng hơn, có pha một tí hiện đại, đừng có nam tính như là năm anh. Mà thôi nam em. Em nghĩ là em rất quan tâm rồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào em. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình. Em giới thiệu về mình trước. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Nhật Trang. Em hiện là giáo viên cấp 2 của trường Chu Văn An, quận 1. Em ở Thủ Đức. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26. 26 tuổi, dạy môn gì? Dạ, em dạy văn. Dạy văn. Rồi, bên kia, mời giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Cường, sinh năm 1988. Hiện quê quán ở Bến Tre. Bạn làm nghề gì? Dạ, em hiện nay là kỹ sư bên mảng viễn thông. Chúng ta trải qua mấy mối tình rồi bạn? Mối tình chính thức thì em chưa có. Tại chủ yếu em hai mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ. Cũng lạ nha, trai giờ sao còn riêng nhiều quá nha. Bạn nữ thì sao? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba chị. Ba mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? Dạ, cách đây khoảng gần 2 năm. Cái ưu điểm với khuyết điểm của mình là gì? Em nghĩ chắc là sống lạc quan, vui vẻ, khá là hòa đồng. Tính tình em thì hơi thẳng thắn. Thế mình có cái tật xấu gì không? Thứ nhất á, là em ở đây cũng khá là lâu rồi nhưng mà em không có rành đường ở Sài Gòn. Rồi còn một điều nữa là nhiều khi á, do công việc của em á, khá là bận, khá là nhiều. Cho nên mẹ nói là em hay hơi lười chút xíu. Tại vì khoảng thời gian mà em rảnh, em được nghỉ ở nhà thì em thường hay dành cái thời gian đó, một là ngủ, hai là lên giường và đọc sách. Em có thể đọc sách hoặc lên giường nằm chơi trên giường từ sáng đến chiều. Vậy là không làm việc nhà luôn, mẹ làm hết? Dạ không, công việc nhà thì em làm. Ý là vậy khoảng là thời gian rồi. Rảnh rỗi. Mình rảnh rỗi, dạ. Mình có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Mỗi người lẫn em có thể là thân hình nó cân đối một tí. Bạn có thích mẫu người nó nhìn nó... Tóc hơi dài một tí. Tóc dài, rồi dạ. Hiện đại hay là thích cổ, truyền thống? Em thích người phụ nữ truyền thống nhưng có pha một tí hiện đại chứ đừng có truyền thống quá. Rồi, mình có tiêu chuẩn giống ai hay là như thế nào không? Cái mẫu người lý tưởng của mình á. Em thích những mẫu người mà hiền kiểu miền Tây chị. Như là hoa hậu, hoa khôi nam em. Cũng ước mơ cũng gần quá ha. Cái đó là hình mẫu lý tưởng thôi anh. Còn hiện thực thì mình làm sao mà... Rồi, bây giờ em không thích gì ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là nam tính. Tính kiểu như tomboy quá. Với lại ăn mặc thì kiểu lè lẹt quá. Nghe bạn nam chia sẻ vậy thì bạn nữ cảm thấy như thế nào? Mình có đúng cái tiêu chuẩn bạn nam đưa ra không? Em nghĩ là em rớt toàn tập rồi. Sao vậy? Thứ nhất, em khá là nam tính, khá là hiện đại. Ảnh đâu, ảnh nói vừa truyền thống có chút hiện đại mà. Nhưng mà nghe thì chắc là cái truyền thống nó sẽ nghiêng nhiều hơn lại lên cái hiện đại. Nhưng mà cái đó chỉ là một trong những suy nghĩ của người ta thôi. Khi mà người ta gặp nhau thì hình như mọi thứ đó nó không là vấn đề gì cả. Đúng rồi. Trong tình yêu mà đôi khi mà mắt nhìn mắt mà tiếng sét nó đã có rồi thì bất chấp. Cái đó tiêu chuẩn tính tắc tham khảo thôi. Tham khảo thôi. Dạ. Đúng rồi. Bạn nữ có đặt cái tiêu chuẩn bạn nam như thế nào không? Vì em vốn dĩ là người đơn giản. Cho nên chiều cao chỉ cần cao hơn em. Về tính tình chỉ đơn giản người đó sống hòa nhập, đó là sống vui vẻ, hài hước. Người đàn ông thì lúc nào nên nói thì nói, lúc nào nên trầm thì trầm. Là người biết lo và quan tâm cho gia đình. Bạn thấy yêu cầu bạn gái bên kia có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm không? Dạ em thấy cũng cỡ hơn 50%. Tại tính em cũng trầm lắm chứ không có kiểu nói nhiều. Mình có điểm nào không thích ở người bạn trai không? Dạ thứ nhất là lộn thuộn. Thứ hai là gia trưởng. Em hai người mới chia sẻ với nhau, không áp đặt suy nghĩ của người khác cho nhau. Vậy thôi. Đơn có lượng thượm không? Cô nói cô đơn giản, tôi dạ, thấy không có đơn em giản. Ngăn nắp chứ không lộn thộm. Ở mình không. Ở sống này ngăn nắp gọn gàng. Có gia trưởng không? Dạ không, em dân miền Tây mà em dễ lắm. Cái gắn là không gia trưởng rồi. Nè vậy em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì dạo này hay quên, với lại cẩn thận quá. Cẩn thận quá, nhiều khi công việc nó chậm rồi cầu toàn quá. Nó không có công việc hay là sự nghiệp nó cũng không thành công lắm. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Đám cưới hay là hôn nhân thì tùy theo cái sự hiểu nhau giữa hai người thôi. Em không có quan trọng cái thời gian. Rồi được. Hỏi hết giùm em rồi đó nha. Nghe hết rồi nha. Cô kêu ngồi nghe chắc say đắm nên hôm qua anh xem thế nào nha. Chào em. Chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói qua nói lại thì em là người cá tính đấy. Nhưng nếu gặp một ông chồng mà cái cá tính nó yếu hơn em
thì em nghĩ sao? Dạ có thể là cũng tùy anh, bởi vì chia sẻ cho nhau chút xíu, bồi qua đáp lại chút xíu, em mạnh mẽ thì người đó sẽ làm em dịu lại. Cô giáo đó à, anh giáo dạy văn hiền lắm á, anh đi hỏi thì nói mà nãy giờ anh ngồi run lắm. Giờ khoảng chừng nào cưới được nè? Em nghĩ chắc sẽ lâu. Tại sao vậy? Tại thấy có vẻ suy nghĩ nó chưa được hợp nhau lắm, cần thêm thời gian nữa. Nãy giờ em với anh nói em cảm nhận được bao nhiêu phần trăm là hợp với mình? Dạ chắc chưa được một nửa đâu anh. Chưa được một nửa luôn hả? Dạ. Biết đâu được mình gặp nhau, mình nhìn nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì sao? Dạ. Chờ tới lúc đó ta sẽ quyết định. Dạ. Bây giờ như vậy, mình thăm dò thêm ý kiến của những người thân đi theo mình đi. Dạ. Này em có đi với ai không? Dạ em đi với anh họ của em và một người bạn của em nữa. Rồi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào bạn. Dạ em là anh họ của Trang. Bé Trang nhà em á thì nhìn bề ngoài có vẻ là mạnh mẽ phá cách, nhưng mà em là một người rất là sống rất là tình cảm. Trang là chị cả, có một em trai nữa, và việc trong gia đình á là thường là Trang quán xính mọi thứ. Từ nhỏ Trang đã lo lắng cho công việc của gia đình và chăm em nhà cửa là rất là chu đáo ạ. À vậy bạn nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Anh thấy anh trai bên này là rất được đó. Cùng ngành với anh rồi, anh thấy về tính cách là nhìn anh rất là hiền cũng dễ thương. Cảm ơn. Vậy là đồng ý rồi đó. À, bạn trai bạn đi với ai? Đi với hai người bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Thì em là bạn của bạn Cường, tiểu học từ thời sinh viên, bây giờ cũng làm chung ngành, cũng chung chỗ luôn. Quen bạn lúc mà em chưa có người yêu, bây giờ có người yêu, có vợ, có con rồi. Mà anh vẫn vậy. Dạ. Trai. Em kiểm chứng giới tính của anh chưa? Dạ là nam tính chứ không phải nữ tính. Dạ. Rồi, bạn nhận xét bạn nữ bên này như thế nào? Thấy bạn cũng có tính chất là cá tính như hiện đại. Mặc dù bạn nói là bạn là nam tính thì nói chung mà thấy đó cũng ok. Cảm ơn bạn. Cường, anh nói thế này Cường. Mình nhút nhát nhưng mà ngồi trước phụ nữ á, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên chút xíu ha. Dạ. Chứ hồi xưa mà anh chưa có người yêu, anh đi đâu người ta nói anh đê đê thôi. Anh giống anh đó. Rồi, bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Mạnh mẽ lên ha, Cường nha. Dạ. Rồi, chúc mặt lên. Kéo mặt lên. Nào. À, đầu tiên gặp mặt. Nó lớn lên. Để cảm ơn. Cường nó lớn lên nha Cường. Dạ. Nay mặc áo tình nhân rồi ha. Khi mà em gặp mặt anh thì em có nhận xét như thế nào? Ban đầu em nghĩ là anh hơi kỹ tính, cẩn thận, chân thật, mẫu người truyền thống chút xíu. Thì hồi nãy anh có nghe em nói không biết làm việc nhà thì anh thấy em hiện người phụ nữ quá hiện đại đâu. Dạ hiện đại đâu có nghĩa là không biết làm việc nhà đâu anh. Dạ thì anh cũng thích làm việc nhà lắm. Với lại anh nói chuyện cũng không hay lắm cho nên nhiều cái nói nó không có rõ ràng lắm cho nên dạ, em có thể thấy không hợp. Dạ em dạy văn em có thể từ từ bồi dưỡng em. Nói chung là hiện nay anh bối rối, tay chân không biết để đâu. Cái tâm lý mà đúng không? Dạ. Tôi rất là bối rối, bây giờ nói nó không có tự tin. Tự tin lên. Bây giờ đầu tiên mình cảm nhận về người đối diện mình như thế nào? Đầu tiên anh thấy em thì có một cái gì đó là phù hợp với lại cái người phụ nữ anh đang tìm. Lại thẳng tính thì anh cũng thẳng tính, anh hay nói chuyện mà làm người khác không thích anh lắm. Hoài vậy không biết nữa à. Còn nghiệp nhút nhát mà, thôi thông cảm cho người ta, có anh đứng đây nè. Đừng lo, dừng nói đi, thoải mái đi. Thì anh thấy là nếu mà có cơ hội hẹn hò thì có tiến tới cái xa hơn á thì anh nói chung là điểm tựa cho em và luôn luôn mà tạo cái niềm vui cho cuộc sống. Em gái. Dạ em nghĩ là quan điểm cá nhân hay là những điều mà mình suy nghĩ từ trước đến giờ nó chỉ là một định hướng thôi chứ nó không hẳn sẽ là con người mình sẽ chọn. Cho nên em nghĩ cũng có thể nếu chúng ta không tiến đến xa hơn chúng ta có thể làm bạn. Ok, không sao. Rồi, hết thời gian. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Rồi, đặt tay lên nút bấm đi bạn. Trên sóng truyền hình, trước hàng triệu người theo dõi, người thân của mình, bà con, hàng xóm, họ đang chờ giây phút này. Những giây phút hết sức là nghiêm túc, chỉ 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút là tiến xa hơn và tạo cho mình một cơ hội. Còn nếu không cảm giác trái tim nó rung động, không cảm giác hợp với nhau, chúng ta có thể không bấm nút. 1 2 3.
chúc mừng. Nào, tôi là người mừng đầu tiên. Tôi thấy bạn gái bấm nút là một cái niềm vui đối với chúng tôi. À, tôi tưởng bạn gái... Dạ, em cũng tưởng vậy. Cũng tưởng vậy đúng dạ. không? Nhưng bạn rất bản lĩnh. Bạn cho bấm. Dù tưởng vậy, nhưng mình vẫn cứ bấm. Hãy nắm tay bạn gái. Dạ, nắm tay. Sao xinh? Nắm chính, là nắm. Chứ anh không lấy tay sao? Hả? Đây gửi tặng bạn những chiếc vé xem phim. Ha. À, đây là một chàng trai rất là dễ thương thật sự. Bạn ấy rất là nhút nhát thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ rằng với một cô giáo dạy văn thì anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ anh ấy mạnh mẽ hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây. Rồi. Và tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm chặt tay nhau nha. Em thay mặt gia đình. Dạ, em thay mặt bạn gái với em cảm ơn chương trình và hai MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Đúng rồi. Rồi. Thay mặt bạn gái luôn, bản lĩnh số 1. Cứ thế nha. Rồi, cảm ơn. Mạnh mẽ lên trai. Nào, nắm tay bạn gái, đừng buông ra. Dù bất cứ lý do nào, nắm chặt vô. Đi đâu vô đó. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn không? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Mẫu người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cô gái chốt câu chốt câu cuối tưởng không bấm nút chứ. Tình yêu mà khó nói được lắm. Lưu lưu con tim em nó. Em thích bạn trai chỗ là biết mình cả ba. Cả anh và em lẫn bạn trai đều đúng nghĩ rồi. Rằng cô gái không bấm nút. Nhưng mà em hồi hộp khi mà cô gái bấm mới khóc rồi em nói chết rồi, cô gái bấm có khi nào chàng trai không bấm là tréo tréo ngoe nữa. Cuối cùng chàng trai bấm luôn, hay thiệt. Thôi bây giờ mình đã hoàn thành nhiệm vụ đợt đầu tiên rồi, lo cho đợt thứ hai quá. Chúng ta đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả mà mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào chú Quyền Linh. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nào. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Trí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai. Và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Quyền Linh, chào dì Cát Tường. Chào con. Chào anh bên kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là mình làm việc trên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh về điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm người đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái nói đăng ký đi, em cũng thích coi rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ nếu chọn ở bên kia mà đúng đối tượng đó rồi mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. À, khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, bạn giới thiệu về điểm yếu điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao. Tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Ừ. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi thẳng tính và nóng tính chút xíu. Nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đâu mình điểm mạnh ca hát rồi mình ca thử một khúc đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em cũng muốn gửi một ca khúc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những anh mang muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về
ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Mến man bên tràn thư tình người đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sáng, mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy, sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam, với cát đá xi măng là chính, cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị, cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 2 mối tình chính thức. Và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có nhưng nhiều. Mình có tìm ra được cái nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp, và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á, cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay, tại vì quen nhau rất là khó mà bỏ nhau còn đó là chuyện khó hơn. Cho nên là em muốn mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tính hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Mặt dạ. Rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai. Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm. Mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Kiếm trên 1m7 đúng rồi. Dạ, đừng có gia trưởng, đừng có hay nói dối, với lại không có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Trời, cái câu này, tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, coi cái là nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bàn tay ra coi. Hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt kìa. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi cao mét mấy? Dạ 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi mới hỏi có nhiêu đó để về hỏi nữa, tại nghe cái dụng móng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Huyền Linh. Đẹp không chú Huyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại coi. Tính tình có giống chú Huyền Linh không? Biết tính chú Huyền Linh là sao không? Dạ chưa. Ủa, biết ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì hả người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng? Nhiều chuyện thì cũng như có, cũng chút có. Đỉnh. Rồi về ngoại hình. Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi, tại vì em 1m8. Anh đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ em không đòi hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đâu. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chuyện nào tiến tới bạn, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. Vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lỡ có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Huyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Để hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Ta nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ồ, chào con. Dạ. Trời dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình bạn muốn hẹn hò. Mẹ có gửi gắm yêu cầu gì không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á, là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Nào dễ thương vậy. Dễ thương quá. Được rồi. Nha, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ủa đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ
Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương, rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu, nhưng mà thật sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc, nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười tươi lên. Hai người này mặt buồn quá. Một cô gái nha, cười liền nha bạn trai. Rồi, hai, ba, cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như món hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là truyền cảm. Đối với công việc á, thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chỉ ở nhà và làm những công việc buổi tối, để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương, rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ cái đó em chỉ được. Chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm, với lại anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình. Thí dụ như là một cái sự kiện, một việc gì đó cần phải có một quyết định, thì người đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với anh là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không? Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Thôi giờ thử rồi nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi giờ em không chịu đâu. Thôi sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi, chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Nói một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rồi. Rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau, nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Những gì mình có ngày hôm nay, nó là một cái kỷ niệm đầu đời rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ rất là mau đến với các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của Bạn Muốn Hẹn Hò, để giúp các bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Để bị dụ nhất á, trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng thấy có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai là trai cơ bắp. Cao 1m65 trở lên, dáng người thì mảnh mai. Nếu mà có nhuộm á thì những nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên hàng rào. Và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay, cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương.
nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Terumo BCT Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái bên kia biết như sao. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực. Và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em? Trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho con một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á. Nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à. Sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Rồi. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt. Có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Mình thì sao em? Dạ, em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ, ở Túc ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức, thành phố. Tình yêu chưa đủ lớn ha, dạ, để mà vượt qua. Nhưng rồi. Mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi, em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ. Nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là chung thủy. Thứ đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ dạ. Nhiều khi có chồng, có người yêu, cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai, nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dừng 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình thì có hơi đô con tí. Tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok. Em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt là không được hút thuốc. Có hút thuốc không? Không. Hút thuốc. Uống rượu thỉnh thoảng em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Có vậy, luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi để bên này nghe coi được thì, không? Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành. Thì bản thân Giang thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, rửa bát, quét nhà với cửa. Và bản tính thì cũng sạch sẽ, thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Và bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn thì sao nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai. Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ mẫu phụ nữ truyền thống. Rồi bây giờ được chừng nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm thì, cuối năm. Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha. Dạ. Rồi em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, em trai họ và hai đồng nghiệp nam của em. Rồi cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Chào khán giả khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được.
Nhờ ông Mai bà mối cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản ơi. Dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. À. Nhà trồng luôn hả em? Nhà trồng ạ. Ồ trời, cái bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nên mới chịu ha. Dạ xong rồi đó, ôm bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết rồi. Thấy hát học lại lý lắm rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát, cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả bùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai. Nhưng nay tiếng em ồn ào, khi ngang sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên không sao. Tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh chỉ nói ba câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không thì ạ? Anh nói em luôn là trong ba loại này thì anh thích nhất là quýt. Vậy thì em lột cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho. Để anh lột cho. Thôi lột chung đi anh. Lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi, thấy chưa? Em rung rồi nè, thấy chưa? Để em lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. Thì em có cả anh đút cho em ăn không? Nếu anh ok vui lòng. Thì ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ từ cái tai em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên, và là một cái định mệnh. Thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề. Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha?
Dạ em rảnh thứ bảy và chủ nhật ạ. À thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu ha? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại, em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. À sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền em đi cho ta ha. Dạ chưa anh. À vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. À. Dạ. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Khỏi tự đếm luôn đi em. 1, 2, 299 3. Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi, tự ôm hôn luôn. Đó. Rồi, con xin phép bác. Bây giờ hôn nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Ừ. Không đẹp. Vì hôn tay, hồi nãy mới đúc nhau ăn quýt đồ dữ lắm mà. Làm dữ lắm mà, hung há luôn. Đó. Chúc mừng các bạn nha. Dạ. Tôi nghĩ rằng cặp đôi này sẽ sớm cưới nhau đó. Ai cũng đang đợi đi nha. Chúc phúc các bạn, chúc hạnh phúc. Còn bây giờ, những cái món quà của chương trình, đây là chiếc vé xem phim, đến đó để xem phim, để hiểu nhau, để hung nhau nhiều hơn. Cảm ơn. Để ăn quýt, ăn bữa nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn đó là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island gửi tặng hai bạn. Và phần quà dành cho hai bạn nữa là một chiếc TV Akino 40T2 truyền hình vệ tinh thu được nhiều hơn 300 kênh truyền hình miễn phí trị giá là 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân gửi tặng hai bạn. Đây, quà của em nữa nè. Cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Rồi, đi xem phim. Gọn gàng, nhanh lẹ. Đám cưới sớm sớm luôn nha. Thôi, nói chung là chúng ta rất là vui khi mà có những cặp đôi như vậy. Họ chủ động tất cả mọi thứ. Và đây phải nói là cái duyên. Hy vọng rằng họ sẽ có phận với nhau. Và gửi thiệp cưới chúng tôi càng sớm càng tốt quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện thứ hai. Hơi nóng tính, có hay ghen. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Tính lại lại nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi mình, rồi. Nhà tắm em không đi mà ngủ em tệ. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn về nhau cho mọi người cùng nghe nha. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn rồi em tự em... chuyển đổi ngờ, rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm sale bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Dạ. Nó cũng giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á, thì năng khiếu nổi trội á, thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa, hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng. Tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước đó, thì em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không?
Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi cái... Lầy lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến chứ không bao giờ biết muốn đi về. Rồi thôi. Trời dạ. này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quấn em chạy rồi, em biết quấn lại. Chứ xỉn ở vô Tây là... Tây Sơn, Bình Định mà... Có dạ. Võ không em? Dạ thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Thôi vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi, không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình, không buồn hả em? À, dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới dạ, rồi mình. Bây giờ hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Ôi, em có được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em được 2 mối tình sau đây. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi, nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm, nên em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ cứ thái cửa mở thì mình đi là tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm. Ra quán xong rồi về. Ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xỉn quá rồi. Xỉn chứ phải đọc được cái chữ toilet hay là. Ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó vô như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người chồng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. À dạ. Trời đất ơi, nhậu chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào ở phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mà ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn thấy chị? Là không được đâu á. Sao rồi? Chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có cái vụ tè tè đó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu. Nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Thí dụ? Cái răng khểnh này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như Cát Tường. Răng khểnh đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng khểnh đều mà cười từ sáng đến chiều là được. Nhưng mà lắm anh nghĩ chắc, em nghĩ chắc không có cái khó đều đâu. Dạ dạ anh. Đàn gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dãnh như thế nào? Dạ thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ cái khai lát mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói dãnh luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung thì tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. À. Rồi rồi vậy Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm á, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với
anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào rồi, chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì với lại chị dâu ạ. Dì thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Dạ, anh Tân. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào? Bình Thuận ạ. Nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này? Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ, dạ cảm ơn em. Dạ rồi, hát hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, hát không đi, hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí. Cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em rồi đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt, nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa, mỗi khi em cần là có mặt anh. À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tây. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào để tay bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1. Rất ổn đấy, rất hợp lý. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn nhau gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là những cái vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn.
Thấy sao, thấy sao? Hả? Thơm hả? Thơm hả? Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn đó là một chiếc TV Akino 40T2 truyền hình vệ tinh thu được hơn 300 kênh truyền hình miễn phí trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cầu mong hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng nếu như quý vị trả lời đúng câu hỏi trên kênh fanpage của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và khán giả ngay tại trường quay cũng có thể nhận được một chiếc TV Akino 32 inch. Quý vị hãy lấy chiếc thăm may mắn của mình ra và anh Nguyễn Linh sẽ chọn ra một vị khách may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và chúc mừng cho khán giả nhận được chiếc TV con số 73. 73. Rồi, mời em gái. Mời em. Đây. Đây, một vị khán giả rất may mắn. 73. Một chiếc TV Smart TV 32 inch 4 triệu 690 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc đã thuộc về em. Chúc mừng em. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Đó là những niềm vui từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc để tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên đấy ra trưởng, bên này thì không ra trưởng. Nhưng mà hói thì cỡ chú thôi, đừng có ho. Chắc có lẽ là đạt được 90%, 90%. Em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50, 5 có. Trời ơi, các bạn. Mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu con cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì là gia đình hạnh phúc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.